bữa đi về xong vâng đi mua bánh dày mấy giò về cho tôi ăn vâng nếu hộ tao đâu đói đói vâng nó mua về nó bữa đưa về vâng như bữa về xong vâng có khi đi ra ngoài đường con không để ý đường này nó đông rồi. Hôm qua nó ảnh hưởng của bão số 5, con phải đi trực bão cả ngày. Đến tối về đấy bảo là hôm nay tạnh mưa đến thăm bà đi, hôm nay nó lại nhân là cái ngày các cụ kỷ niệm các cụ cao tuổi thế giới. Vâng. Nọ con hứa với anh Côn là để thôi để đến ngày 1 tháng 10 em sẽ đến thăm bà. Chị bác chị có hay sang thăm bà không? Có. Nó có hai đứa con. Đứa con gái, đứa con trai. Đứa con gái thì bây giờ học bác sĩ răng hàm mặt. Vâng. Thạc sĩ. Còn đứa con trai học giỏi. Vâng. Học giỏi lắm. Thế tốt, các cháu nó học thế là phấn khởi. Con gái là thạc sĩ răng hàm mặt. Vâng. Thế là vẫn còn đang học cái bài nhỉ? Vâng, năm thứ ba rồi. Vâng. Bà có nhắn gì anh Côn với lại chị Xuân, chị Hương ở bên kia không? Chúng nó gọi điện về luôn. Vâng, nhưng mà bà có nhắn trực tiếp vào đây, tối là con đưa lên gửi sang đây cho các anh chị xem luôn. Vâng. Còn nó không dỗi thì thôi. Bây giờ vợ cũng ốm lắm, chả biết thế nào. Bây giờ già rồi, người ta cũng không biết rằng là sống nay chết mai thế nào. Nhưng mà cũng chỉ là mong cho các con, các cháu là nó mạnh khỏe, nó về chơi với mình. Mình có dám mất chăng nữa, nó cũng yên tâm. Thế thôi chứ còn này, cũng chả yêu cầu cái gì. Tiền bạc nó không cần. Bây giờ già rồi, ăn uống được bao nhiêu đâu mà cần. Thế thì nói với các em là bây giờ cứ ở bên ấy làm ăn mạnh khỏe, có điều kiện thì về chơi với họ thời gian thôi, chứ còn tiền bạc họ không cần. Vâng. Chả cần cái gì cả. Vâng. Bây giờ mà già rồi, tiền nong lúc nào cũng có, chứ không phải như người ta là nghèo khổ không có đồng nào. Vâng. Tiêu pha, muốn ăn cái gì thì mua, muốn tiêu cái gì có ngay, không có sợ gì cả. Vâng. Tôi tuy rằng 10 đứa con thật, nhưng mà đứa nào cũng thành đạt hết, không có đứa nào là đến nỗi phải trộm cắp hay là làm gì cả, đứa nào cũng ngoan. Thế cho nên rằng là ở khu phố người ta cho cái giấy này là gia đình gương mẫu. Vâng. Không có 10 đứa con mà không đứa nào hư hỏng gì cả. Vâng. Thế là tôi cũng ở Mỹ thôi thì khu phố người ta cũng biết, người ta cho cái giấy như thế mình phấn khởi là mình gia đình gương mẫu. Thế cho nên là không có con cái, không có việc gì cả. Vâng. Đứa nào cũng thành đạt hết. Vâng. Đứa thì bác sĩ, đứa thì giáo viên, đứa thì kỹ sư. Thế có riêng có mỗi cái thằng Hùng nó không chịu học, còn nó đi chơi bời thì là nó nhố nhăng thôi. Vâng. Nhưng còn nó chẳng có đứa nào làm sao cả, đứa nào ngoan ngoãn hết. Vâng. Chị Hương có hay về thăm bà không? Chị Hương đã về bao giờ chứ? Có, Hương về năm ngoái về 8 tháng. Vâng. Năm nay bà cũng muốn về đấy, nhưng mà mới mua cái ô tô. Vâng. Mua ô tô giả góp. Vâng. Nên là ngày nào cũng phải đi làm để lấy tiền trả nợ góp cái ô tô. Vâng. Chứ không đi làm thì không có tiền trả góp được. Vâng. Nên là trả hết rồi mới về được. Vâng. Ông nọ nó cũng gọi điện về nó bảo thế. Bây giờ vợ cứ yên tâm, con là lúc nào cũng nghĩ đến vợ. Tuy là tôi 10 đứa con, nhưng mà tất cả con Hương nó là hiếu thảo nhất ta nhỉ. Vâng. Tôi nói là út lên nhà nó hiếu thảo nhất nhà ấy. Con kia việc nọ làm cái gì ở nó hết. Vâng. Cái thằng Hùng nó tuy mang tiếng là con dai đấy, nhưng mà
có giúp đỡ được cái gì đâu. Vâng. Xây mộ, xây miếu, xây xây nhà cho ông ở dưới Tân Dũng đấy, là nó Vâng. đúng là nó xây hết. Cái thằng Hùng nó con trai nó chạy ý kiến gì, Vâng. nó nói là con gái là nó đứng là nó xây cái nhà mộ cho ông ấy. Vâng. Anh quay lên đây là thứ này gửi cho nó. Vâng. Vâng. Anh Côn xem này, chị Xuân, chị Hương đều xem được cả. Ba chị em nó ở nhà Vâng. cả Úc ở đây. Vâng. Ê, nó có ở New Zealand ở đâu. Chị Xuân, chị Hương, anh Côn, các cháu đều xem được hình ảnh của bà cả. Vâng. Vâng. Bây giờ tôi thì yếu rồi, cũng chẳng khỏe được nữa. Vâng. Chẳng biết là sống chết ngày nào. Vâng. Người ta nó như là cái bóng đèn ấy. Vâng. Không biết rằng là có hẹn nào cả. Thế cho nên là thôi thì cũng không mong là các cháu là lúc nào nó dỗi gì đâu, về chơi, để Vâng. thăm mẹ. Nếu mà có dám mắt chơi tay thì nó yên lòng. Thế Vâng. thôi chứ còn cũng chả thiếu thốn cái gì. Vâng. Thì cho nó thật ra anh biết rằng là tôi đông con thật, nhưng mà không đến nỗi thiếu thốn gì cả. Vâng. Người ta cái thời bao cấp ấy, cái khu phố người ta nói đâu là thời bao cấp mà ta nuôi hai người còn khó, chẳng như kia đây bà làm sao mà bà này nuôi được 10 đứa con thành đạt hết, Vâng. không ai làm sao, không ai trộm cắp, không ai làm gì cả, tất cả là ngoan hết. Thế Vâng. là ta cũng cho tôi một cái giấy là gia đình gương mẫu. Vâng. Thế tôi cũng phấn khởi là ở cái chỗ là thôi thì khu phố ấy, người ta Vâng. cũng phát cho cái giấy gia đình gương mẫu này, thì Vâng. tôi thì cũng là vinh dự với khu phố. Vâng. Chẳng cần tiền cần bạc cái gì cả, Vâng. thế như thế là được rồi. Vâng. Chứ nếu mà không có gia đình thế nọ thế kia làm sao ta cho mình cái giấy gia đình gương mẫu được. Vâng. Thế nên là tổ cũng ở New Zealand cơ, Vâng, ở New Zealand đấy. nó còn ở New Zealand đấy, cái Vâng. đấy Vâng. nó còn ở nó 1 năm, nó 1 năm Thế thời gian đấy bà sang là ở với anh Côn hay ở với chị Xuân? ở cả đấy, ở thằng Côn nó cái Xuân ở liền cả đấy, ở nhà này vài hôm, ở nhà kia vài hôm, À. thế là sang chơi ở New Zealand đấy, Vâng. nhiều cái kỷ niệm buồn cười lắm. Vâng. Tôi nói chuyện cho anh nghe, mới đi ra chỗ bờ đê ngồi chơi ấy, Vâng. xong cứ thấy cái con cua đồng của mình ấy, gọi là con cẩu ấy, Vâng. thế là nó cứ thập thò ở cái phần đá, thế Vâng. quá chắc là xuống Nhật thì sẽ bắt được nhiều lắm. Thế là Vâng. nhặt phần đá lên, vô được cái chục con, Vâng. thế là mới nhặt phần đá lên như thế là chỉ có trứng là ngồi thôi, là phải bắt được cái 20 cân, Vâng. 4 túi 5 cân Vâng. khách về. Thế sau này nghe bảo nhà cua này thì giã ra một nhà nấu canh bún, mời bạn Việt Nam đến ăn. Vâng. Thế giã là giã chày tre nó không dừ, giã là chày đá mà Vâng. nó mới dừ. Vâng. Thế xong nấu nó nóng gạch lắm anh ạ. Vâng. Nhà cua của mình đây nấu nó chỉ có độ 1 trần gạch thôi. Đúng rồi. Đấy nó 2-3 trần gạch. Vâng. Nó cứ đắng đóng đồng đồng mà. Là cái cua của nó cũng giống như cua mình nhỉ? Nó cũng giống như cua mình nhưng mà nó lâu năm rồi, À. nó già, Vâng. giã một chày tre không được, rồi giã một chày đá, Vâng. nên nó nhiều thịt lắm. Vâng. Thế xong ấy, mời chị em bạn Việt Nam Vâng. đến chơi, Vâng. xong ấy, nấu cho bữa canh bún riêu ăn. Nhưng mà bây giờ nó không có bún tươi, nó chỉ có bún khô thôi. Vâng. Thế xong mới hỏi, đúng rồi, bên đấy hình như có bún khô nhiều. Bún khô, thế hỏi bà, ở Bắc ở đâu mà nhiều thế mà nấu bún canh cua ngon thế. Thế tôi mới kể, tôi từ ra từ chơi tôi thấy nó ở cái hòn đá, tôi đặt lên tôi bắt Vâng. và 5 túi 4 túi 5 cân Vâng. về ăn mấy tháng mới hết. Vâng. Thế xong rồi nó bổ nhau nó ra cái tụi Việt Nam Vâng. xa nó bắt hết. Vâng. Có 1 tháng rồi hết sạch. Vâng. Chả còn có nào. Vâng. Nó bảo nhờ bà bé sang
được ăn ít cua, chứ không có thì cũng chẳng được có mà ăn. Vâng. Nên là tôi trao nhiều cái kỷ niệm đó. Vâng. Thế là xong thấy cái ốc đĩa ấy, vâng. nó cứ bám đầy vào đá ấy. Thế xong mới ra bắt thì